Hello, xin chào mọi người nhé. Video hôm nay mình sẽ không quay review nữa mà đáp ứng cái nhu cầu của anh em khi có rất nhiều người comment cho mình hỏi các bạn nên dùng cam gì và bố trí cam như nào trong nhà là hợp lý, hoặc là nhà mình như này mình nên mua cam gì các thứ vân 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 vân. Thì video hôm nay mình sẽ làm một clip riêng về các dòng cam của Magic C và tư vấn cho các bạn những bạn nào muốn mua cam Magic C và nhu cầu nắp của các bạn là như nào, các bạn có thể chọn lựa những cái dòng cam tương ứng. Tại sao mình lại chọn Magic C là cái dòng cam giám sát tư vấn cho mọi người? Đơn giản là vì Magic C cái giá của nó ở mức vừa phải, chất lượng thì được mình đánh giá là ok, tính năng thì ổn định. Đó là ba cái điểm mà mình thấy rất thích trên cái thương hiệu cam Magic C, nên mình sẽ quyết định tư vấn cho anh em về thương hiệu này. Bên mình bán rất nhiều các dòng cam mọi người nhé. Chú ý là bên mình bán rất nhiều các thương hiệu cam, từ Jaguar này, HK Vision này, EZVIT này, hay Yoshi này, bên mình đều có trải dài từ tất cả các phân khúc. Trong đó thì mình thích nhất là cái dòng Magic C này. Đơn giản là vì cái mức giá của nó ở mức phù hợp. Mình nghĩ rằng là phù hợp với mọi người. Nói chung là chất lượng là mình đánh giá là ok. Và không chỉ mình đánh giá ok, mình có rất nhiều các khách hàng bên mình đã từng mua và trải nghiệm con này thấy rất tốt. So giới thiệu cho bạn bè thì có nhiều anh em rồi vào group các hội nhóm của bên mình để comment hỏi. Thì hôm nay mình quyết định làm một cái video tư vấn chi tiết cho mọi người. Rồi ok, thì hiện nay mình đây đang có 5 dòng cam đến từ thương hiệu Magic C. Nó đại diện cho từng cái phân khúc mà anh em muốn sử dụng. Đầu tiên đi, thì đây là một phiên bản cam mới nhất của Magic C này. Đây là con bóng đèn anh em nhé, con bóng đèn, con VR360. Con này thì vì tên của nó là VR1080, tức là cam VR, độ phân giải là Full HD 1080. Đây, con này thì anh em mua làm gì? Nếu như anh em mua này để giám sát một cách bình thường thì không nên mua. Mình nói thẳng luôn là không nên mua. Con này anh em mua khi và chỉ khi anh em cần một cái cam giám sát mà anh em quay lắp một vị trí mà không muốn người khác biết. Con này góc quay của nó là VR360, kiểu quay VR, tức là quay toàn cảnh đấy. Nên là sẽ quay theo dạng là hình tròn nha, tròn, góc quay rất là rộng. Độ phân giải của con này là Full HD. Nếu so với các dòng cam bóng đèn khác ý, trên thị trường đa phần chỉ có 720 và 960 thôi. Nhưng con này là Full HD, được mình đánh giá là tốt, rất là tốt trong cái phân khúc giá. Rồi, thì tiếp đến nha, ngoài cái tính năng của nó Full HD ra thì con này nó có tính năng chiếu sáng như một cái bóng đèn. Chính vì vậy nó chính là một dòng cam ngụy trang. Dòng cam ngụy trang này nếu như để giám sát bình thường thì mình khẳng định rằng chất lượng hình ảnh nó sẽ không bằng việc anh em lắp những con như là F8003 hay là F6300 đâu. Vì cái kiểu nhìn đấy nhìn hơi khó nhìn, nó thật ra hơi khó nhìn. Nếu như anh em lắp mà để giấu kín các thứ thì ok, mình đánh giá con này ok, góc quay rộng, chất lượng hình ảnh đẹp, chiếu sáng như bóng đèn, có đàm thoại, có hồng ngoại đầy đủ. Nói chung là tính về tính năng là mình thấy đầy đủ nhá, không có xoay. Vì dòng cam xoay chỉ có một số con F803 hay Z120 thôi thì mới có tính năng xoay nhá. Đó, thì con này nếu như anh em nào cần một chiếc bóng đèn kiêm camera giấu kín trong nhà để theo dõi một ai đó thì ok, nên mua. Đây là một sản phẩm cam ngụy trang mà mình đánh giá là tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Rồi ok, thì đấy là về con bóng đèn đi. Tiếp đến mình sẽ review tiếp thêm một con cam mới. Cứ review những con mới ra của bên họ đi, cho anh em để anh em dễ hình dung. Đây, tiếp đến ý, thì trên tay mình đây đang là một con S6900 nhá. Con này thuộc dòng cam ốp tường anh em nhé. Lưu ý con này dòng cam ốp tường, khi anh em ốp lên này, đó, thì anh em ốp thẳng này, nhìn nó rất là nhỏ gọn và không hề có cam. Thì con này anh em lắp ở những cái vị trí như là quán ăn này, hay là anh em cần cái độ thẩm mỹ cao, muốn không gian nhà nó đẹp, nhìn nó hiện đại thì lắp con này rất là ok. Giá cả thì phải chăng, vừa phải. Chất lượng hình ảnh đương nhiên vẫn là Full HD thôi. Con này là Full HD nhá. Con này thì dùng cam với bóng cam có khẩu độ là 3.6, hồng ngoại thì được đâu đó khoảng 15m, có đèn LED chiếu sáng ban đêm nhá. Xem đêm như xem ngày luôn. Loa thì to, con này loa to. Khe cắm thẻ nhớ mặt phía sau. Con này một khi mà ốp bên tường ấy thì cái kiểu nhìn nha anh em, nó sẽ rất là thẩm mỹ vì nó không có râu, nên là ốp rất là sát góc và nhìn nó không kiểu là nó bị khoa trương nhiều mấy con cam xoay đâu. Con này thì không có tính năng xoay. Con này anh em nào mà muốn xoay thì xoay bằng cơm nhé, xoay cơm. Đấy, cho tay chào thang xoay cơm. Rồi, thì hai con này, con bóng đèn và con S6900 thì đều là hai phiên bản cam mới ra và nó đều không có chương trình tặng thẻ nhớ đâu anh em nhé. Nên là anh em nào mà có muốn hỏi có được tặng thẻ nhớ hay không thì mình cũng bảo luôn là hai con này không có được tặng thẻ nhớ. Con này thì cũng hai con này thì đều không xoay được cả. Nếu anh em muốn một dòng cam xoay thì đây, tiếp đến. Mình đã review cho anh em một con Full HD xoay. Con này thì giá của nó được mình đánh giá ở mức tương đối. Tương đối nhá. Con này độ phân giải là Full HD. Đây, hồng ngoại. Nói chung là về các thứ con này mình đã có một video đánh giá chi tiết rồi.
Thì con này sẽ phù hợp cho anh em nào mà lắp tại gia đình, anh em muốn giám sát rộng, khi mà anh em đi ra ngoài anh em muốn thay đổi góc quay các thứ để nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Ok, thì con này là một sự lựa chọn hoàn hảo. Việc cho anh em lắp trong ngược đi hoặc là trong xuôi này thì nhìn nó có râu mà cái độ thẩm mỹ của nó không được cao, nói chung nhìn hơi to đấy. Sau con này thì em thấy thấy sao? Con này ốp vào thì rất là gọn, con này nó còn vướng râu nữa nên nhìn nhiều khi là nó không được đẹp. Bù lại thì con này độ phân giải Full HD, góc quay của nó thì rất là rộng nhá. Con này góc của cực rộng 140 độ luôn, này còn có khả năng xoay 360 nữa, nên gần như đây là một dòng sản phẩm mà mình đánh giá là cực kỳ ok. Nó có tính năng theo dõi chuyển động nhá. Bình thường thì các con khác ấy nó chỉ có tính năng cảnh báo chuyển động thôi, nhưng con này có thể di chuyển và đi theo chuyển động luôn anh em nhé. Đó, thì đây là một sản phẩm mà mình đánh giá là ok, rất là happy trong cái phân khúc giá. Con này thì đang có cả chương trình tặng thẻ nhớ 32GB cho anh em. Nếu như anh em nào mà mua vào ngày mùng 10 tháng 10 ấy, sắp tới đây mùng 10 tháng 10 ấy, thì cái giá con này còn giảm sâu cơ. Bình thường vào các ngày sự kiện lớn ở trên các sàn thương mại điện tử, giá của những con này giảm rất là sâu. Hoặc anh em có thể mua ở trên website bên mình cũng được. Thật ra mua đâu cũng vậy thôi, chênh nhau 50 100 mình nghĩ rằng cái vấn đề đấy không quá quan trọng. Quan trọng anh em dùng tốt nha, mình khẳng định quan trọng anh em dùng tốt và nó không chênh nhau quá nhiều, chênh nhau khoảng 30-40 thì nó không phải vấn đề, nhưng chênh nhau lên đến khoảng vài trăm 600 nghìn thì đấy là một cái vấn đề mà anh em nên cân nhắc. Ngoài ra ấy, mình tư vấn thêm là khi anh em mua cam thì đương nhiên là phải chú ý đến chế độ bảo hành thôi. Rất nhiều các dòng cam trên thị trường, đặc biệt là thời điểm hiện tại khi mà dịch bệnh, việc bảo hành rất là khó khăn, thì các dòng cam họ bảo hành thường rất là lâu, rơi vào khoảng 1 tháng đến 2 tháng. Bây giờ mua camera về chẳng may bị sơ sẩy gì có vấn đề đá nạn đen rồi mà bảo hành lại mất 1-2 tháng nữa, có tức không người chứ, tôi là tôi cũng tức. Nhưng đối với MyC anh em sẽ bảo hành một đổi một trong một năm nhé, một đổi một trong một năm rất ok luôn. Đó, thì đây là toàn bộ về con F8003 rất là đáng tiền trong phân khúc Full HD cam xoay. Rồi thì đến cho anh em một tư vấn cho anh em một con giá rẻ hơn. Nếu như anh em thấy rằng con đấy hơi thừa chức năng, anh em có thể tham khảo con S6300. Con này thì giống y chỉ con S803, khác một điểm duy nhất đó chính là con này độ phân giải chỉ có là HD thôi. Con này cũng có hai dây wifi đó, hai dây wifi đàm thoại các thứ, cảnh báo chuyển động đi theo chuyển động đều đầy đủ cả, và thiết kế của nó nhỏ hơn nhá. Đây anh em nhìn này, thiết kế của nó nhỏ hơn và tính năng thì không có gì thay đổi. Con này mà lắp cái thẻ nhớ 32GB vào ấy, anh em có thể xem được đâu đó khoảng 8 ngày, nói chung là 8 ngày gần nhất có tính năng ghi đĩa, nên anh em luôn xem được 8 ngày gần nhất. Và mình đánh giá với khả năng xem được 8 ngày gần nhất thì gần như anh em xem được nó là quá đủ đối với một chiếc cam gia đình. Mình cho rằng như thế là đủ đối với một chiếc camera giám sát gia đình. Không cần phải những cam hệ thống phức tạp xem đến cả một vài tháng làm gì, 8 ngày là quá đủ. Khi anh em xảy ra biến cố gì thì thực ra trong 8 ngày anh em đã có thể kiểm tra được rồi. Nên đây là một dòng cam rất là ok. Giá con này chỉ đâu đó khoảng hơn 300 nghìn thôi, nên anh em hoàn toàn có thể mua được. Và mình thấy rằng con này là một trong những con cam giám sát chính hãng nhá, có chế độ bảo hành tốt nhất mà lại rẻ nhất trên thị trường. Cực rẻ luôn, con này rẻ nhất trên thị trường, rất là đáng tiền cho anh em. Đó, con S6300. Con này thì bán cực kỳ chạy tại bên mình luôn nhá. Khách hàng mua con này rất là nhiều. Đa phần những người mua thì họ nhu cầu không quá cao. Mọi người chỉ muốn có một cam giám sát trong nhà, thì thoảng đàm thoại nói chuyện với mọi người khi ra ngoài các thứ, thì xem có ai truy cập bất hợp pháp nhà mình, hay là thằng trộm nào, con mèo nào mà bắt ăn trộm thức ăn. Không biết các ông có bị không, nhưng ngày xưa nhà tôi bị rất nhiều mèo và ăn vụng thức ăn nhá. Và từ ngày nhà tôi lắp cái cam ấy thì con nào vào tôi tia được, lần sau tôi đã đánh bả chết luôn. Đây, thì tiếp đến Con này thì là một con bán cũng cực kỳ chạy, và nó là phân khúc cam dành cho cam ngoài trời, rất là to luôn nhá. Con này cực to. Con này nếu mà để mình nói thì con này là một trong những cái cam ngoài trời, so với mức giá của nó thì con này là tốt nhất trên thị trường. Thứ nhất, con này là Full HD, có xoay 360 độ nha anh em nhá, theo dõi chuyển động này, cảnh báo chuyển động này, có hồng ngoại quay đêm, có cả đèn led quay đêm luôn, hiện đại không. Mặt phía sau là loa cực kỳ to, khe cắm thẻ nhớ, chống nước ok, trời mưa trời gió. Con này thì chỉ phù hợp cho anh em nào mà khi anh em lắp ở nhà, ở những khu vực mà không có mái che ấy, anh em lắp con ngoài trời này cực kỳ happy luôn. Góc quay rộng, con này cũng góc quay đến 140 độ nha. Hình ảnh thì đẹp, hình ảnh mình khẳng định với anh em là con này hình ảnh rất là đẹp. Anh em có thể xem lại cái video mình review chi tiết về con này, hình ảnh cực đẹp luôn. Đó, thì con này cũng được bảo hành 1 năm, tất cả các cam MyC đều được bảo hành 1 năm và bảo hành 1-1 trong vòng 1 năm nếu như sản phẩm có bất kỳ lỗi gì. Đó là cái điểm mà mình đánh giá rất cao của MyC. Cũng đấy cũng là lý do vì sao mình chọn MyC làm cái thương hiệu máy tư vấn cho anh em. Thì đối với con này anh em nào trong ngoài trời vườn là các thứ thì con này là con đáng dùng này. Thì bây giờ thì anh em không nên dùng những người loại, có thật ra nói không nên thì mình nghĩ rằng nó chưa là chính xác, mà theo mình thì nên dùng những con có khả năng xoay cam xoay, đó mình thấy là tiện hơn rất là nhiều trong trường hợp anh em muốn thay đổi góc mà ngại neo trèo các thứ. Thật ra nhiều khi trèo lên để thay đổi góc quay của một con cam ấy rất là vất vả. Mình thì tính mình thì cũng khá là lười,
nên là muốn làm trèo đấy mình rất là phiền, nhưng mà xoay này cực kỳ tiện và nó còn có thể di chuyển theo chuyển động được nữa. Thì đây là một điểm đáng tiền trên con ZS120 nhá. Còn nếu anh em nào muốn lắp ngoài trời mà có mái che thì có thể cân nhắc đến phương án của con S6900. Con này có thể lắp, nếu mà có mái che lắp con này cũng khá là ok. Đây ốp vào cũng khá là đẹp, nó không bị cồng kềnh, thẩm mỹ đẹp. Nhưng yêu cầu con này là phải có mái che anh em nhé. Con S6900 này phải có mái che vì con này không có khả năng chống nước đâu. Nếu mà mấy con cam này dính nước thì gần như là nghèo hết nhá. Con này thì có chống nước thì nó sẽ không nghèo, nhưng mà mấy con này không có chống nước, anh em mà để nó dính nước vào là nghèo hàng loạt luôn. Rồi, thì đấy là toàn bộ những cái tư vấn của mình. À mà quên, con ZS120 này đang có chương trình tặng thẻ nhớ cho anh em nhé. Và anh em đừng quên ngày 10 tháng 10 này tại Shopee của Smart News thì tất cả các dòng cam đều được giảm giá rất là sâu. Anh em có thể truy cập ngày hôm đó và để mua cho mình hoặc là mua cho bạn bè những chiếc cam phù hợp với nhu cầu của anh em. Camera giám sát thì hiện nay nếu như để mình nói thì nó một cái sản phẩm gần như không thể thiếu trong mọi gia đình rồi. Thật ra nó bây giờ nó rẻ hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa để lắp một cái cam anh em phải tốn tới vài triệu, bây giờ chỉ vài trăm nghìn anh em lắp được một cái cam giám sát rồi. Thì nhà nào cũng nên lắp một cái, nên lắp một cái, mình đánh giá là nên lắp một cái. Lắp một cái để làm gì? Để khi anh em có vấn đề gì anh em có thể xem lại được, và lắp ở trước nhà mất trộm mọi thứ có thể xem lại được, rất là ok. Mà đôi khi lắp chỉ để dọa trộm mà chính. Nhiều khi thằng trộm đi hết qua thấy nhà có cam nó cũng tròn nha anh em, vì có cam mà nó sợ nộ mà nên nó không tròn nhá. Đấy chính là cái điểm ưu thế của cam nhá. Rồi thì mình xin kết thúc cái video tư vấn ở đây. Anh em có bất kỳ câu hỏi hay đóng góp nào có thể comment ý kiến xuống bên dưới nhá, mình sẽ giải đáp hết cho anh em. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Đừng quên là bấm like cũng như đăng ký kênh cho tôi nha. Các ông phải bấm cho tôi mới có động lực để làm video sau cho các ông. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.